Rồi bây giờ dân chơi gì tiếp, làm món gì tiếp vậy? Phải cầm mấy con ốc lên mới biết là lại con này con gì? Con bự đó. Ốc gì vậy? Ốc giác. Man giống cái horn của cái phim cái horn của cái phim The Hobbit, cái thằng kia nó thổi kèn quá vậy. Thằng nào thổi kèn? Vô chơi tiếp anh Tài. Rồi. Phải tại vì con nhỏ kia làm cho nó giống như là thôi. Ai bây giờ em nói nha, má em đã chết rồi, vậy em còn má Linh, ngày mai chủ nhật là má là đây, là còn má Linh nha. Được á. Mình cũng còn má Linh. Còn má bảy gì không? Hả? Má bảy. Má bảy lo cho ông già đi. Nhưng mà đó, má Linh á kêu bún thịt xào là có liền ấy chưa? Ấy chưa? Giờ bà trốn chi vậy má Linh? Em muốn thịt xào được không? Không có không? Có. Ở đâu có? Ra tiệm luộc bún. Tưởng đâu gì à, tiệm nữa. Đúng. Luộc bún thôi, bỏ thịt vô. Rồi cái chai này gần hết rồi. Nè mai nè, thịt xào là có thịt xào liền. Đó, thịt đó, đó, thịt giờ đó. Bún gì có đó. Ơi. Bún gì có đó. Mời ăn canh bún nha. Bún có sẵn luôn. Mời ăn canh bún nha. Bún mắm có sẵn luôn. Rồi xong. Rồi ra có sẵn luôn. Ngày mai là bảo đảm về trễ. Sao có sẵn luôn, có sẵn luôn, chỗ này là bún bò xào rồi. Giờ mới order food. Ăn nhậu dễ hơn.